từ bi phóng qua giúp đỡ chúng ta. Cũng là con xin nguyện quy y về với Phật. Một đời này chúng ta phải làm sao đi về với Phật, phải quy y lại với Phật, không có nương vào ai hết. Ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực. Cho nên chúng ta nương vào đó, vào đấng giải thoát, vào trong đó nương về từ bi nguyện lực của Ngài mà chúng ta được thoát khỏi lục đạo tam giới này. Lục đạo tam giới này khổ chứ không có vui. Trong đó hoàn cảnh nó tốt tốt một chút, nhưng mà sợ căn bản của nó là khổ. Cho nên chúng ta phải quy Phật, trong đó quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật không quy thiên thần ngoại đạo, quy Pháp không quy tà giáo ngoại đạo, không quy Tăng là không quy về tín đồ ngoại đạo. Cho nên chúng ta nhất định với mình là nhớ khẳng định chúng ta quy y Phật, vì đó là Phật bổn sư đã nhắc nhở mình. Phật nói con phải niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ chính là Đức Phật bổn sư thuyết cho chúng ta, chứ không phải A Di Đà. Phải dạy chúng ta là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là chúng ta thật sự quy y về với Phật. Bỏ câu A Di Đà Phật, không niệm đó là chúng ta xa rời với giác, xa rời với giác ngộ. Cho nên nhớ ngày ngày khi trước khi Hòa Thượng giảng pháp đều đọc bài quy y để nhắc nhở chúng ta. Tôi không phải tự ý làm mà đó là theo lời của sư phụ. Sư phụ ai làm Ngài chỉ làm, ai tin thì tin. Cứ trước khi giảng pháp thì Ngài nói A Xà Lơi tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, nguyện đời này quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng già chư chúng trung tâm. Chúng ta tâm tâm niệm niệm, hễ niệm cầu A Di Đà là quy về Phật. Cho nên phần chúng ta đã được, nhưng mà còn nhớ củ huyền thất tổ, nội ngoại tông thân đa sanh quá khứ phụ mẫu cũng đang nhờ chúng ta, cần chúng ta hãy phát nguyện quy y giùm họ, đại diện họ mà hướng về Tam Bảo lễ Phật Tây Phương Tam Thành, mà xin Ngài từ bi cho họ quy y. Chúng ta cũng phải quy y cho oan gia trái chủ, đa sanh oan gia trái chủ, mình đã vô tình hãm hại họ, người đó đã vô tình giết hại họ, thì mình muốn chuộc tội, xin đại diện họ quy y. Rồi chúng ta quy y dùm cho thai nhi xúc xạo, trong đó cũng là bà con thân nhân của mình. Con mình nó có gì nó phá, nó phá thì cũng cháu mình nè. Cho nên cũng với thai nhi xúc xạo, uổng tử hoạch tử, chúng ta phải đại diện cho họ, thay thế họ mà trước Phật đảnh lễ, xin từ bi cho họ quy thoát đi cảnh khổ. Đó, ở trong đó chưa ra đời mà bị đã giết rồi. Ở trên thế giới một năm 50 triệu bào thai bị phá. Cả thế giới một năm 50 triệu bào thai. Cho nên cái ác nghiệp quá lớn. Nên chúng ta hãy quy y hướng về Phật, xin từ bi nhiếp thọ những ai, những bà con thân nhân con cháu chúng ta, chứ đâu có phải ai khác đâu. Cứ vui chơi rồi nó ra cái là đi phá, không nghĩ đến hậu quả. Cho nên chúng ta làm pháp hội xin nhờ ân đức Phật Bồ Tát cho phóng quang tiếp độ cho những oan gia, những thai nhi xúc xạo uổng tử hoạch tử này. Và chúng ta cũng quy y cho những anh hùng chiến sĩ, những đồng bào tử nạn ở trên biển, trên rừng núi, họ phản phất nó vất vưởng như vậy, không có nơi nương, không có nơi tựa. Chúng ta cũng nương vào đó để cho tất cả chúng sanh trong chiến tranh, trong tử nạn, trong giao thông,
và trong vượt biên vượt biển cũng được nương vào Tam Bảo mà phổ nguyện quy y. Cho nên chúng ta sẽ xin trí thành kính lễ, cung kính hướng về Tam Bảo, lễ thỉnh Hòa Thượng Tịnh Không để cho Ngài làm đạo sư, đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Trên con đường giải thoát của ta, đến khi được giải thoát, được thành tựu thì mình Diệu Âm Như Lai. Bây giờ tất cả đều là Diệu Âm cư sĩ. Ở trong đó có cái pháp hiệu, có cái pháp danh đó để tự nhớ là tất cả bình đẳng như nhau. Về Tây Phương đều thành Phật, đều thành là Diệu Âm Như Lai. Đem cái âm thanh vi diệu này chúng ta tự độ, mà cái âm thanh vi diệu A-di-đà Phật này cũng là độ tha. Chúng ta có Phật hiệu như vậy. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã huyền ký là ở trong đó thử phương thế giới để tuân tự thành Phật, gọi là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta nương vào kinh điển và cho mọi người cái tha thiết tu hành, nguyện cầu sanh tịnh độ cũng là có pháp, pháp danh là Diệu Âm. Nên ráng cố gắng, có tên rồi, tất cả bình đẳng như nhau, không có một pháp danh riêng biệt nào, mà chúng ta đồng một pháp danh là Diệu Âm cư sĩ, để đến khi vãng sanh thì thành ra Diệu Âm Như Lai, là một đời thành Phật. Cho nên ráng cố gắng, tâm tâm niệm niệm mình phải niệm Phật, phải nhớ Phật, phải tưởng Phật, thì về gần với Phật. Về cái Phật là vĩnh viễn không còn khổ hại, không còn sanh tử nữa. Đó là chúng ta nhớ cho mình là mình quay về nương tựa vào A Di Đà Phật. Đó là chân thật quy y. Trên trong đó Tam Bảo uy nghi, chúng con hàng đệ tử xin hướng về Tam Bảo, xuống hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về Tây Phương Tam Thánh, hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin cúi đầu đảnh lễ tam lễ tam bái cúng dường. Quý vị nghe tiếng chuông và lễ xuống. Lễ. Lên. Lễ. Xin quý vị quỳ xuống chắp tay và niệm theo chúng tôi, nếu có thể quỳ được. Đọc theo chúng tôi. A xà lê tổ niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm. Nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung. Quy Phật Đà Lưỡng Túc Tôn. Quy Đạt Ma Ly Dục Tôn. Quy Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tổ Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm. Nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung. Quy Phật Đà Lưỡng Túc Tôn. Quy Đạt Ma Ly Dục Tôn. Quy Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tổ Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm. Nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung. Quy Phật Đà Lưỡng Túc Tôn. Quy Đạt Ma Ly Dục Tôn.
quy tăng già chư chúng trung tôn. Nay đã quy Phật rồi, kính Phật là thầy, con nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung không quy thiên thần ngoại đạo. Nay đã quy pháp rồi, kính Pháp là thầy, có nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung không quy kinh sách ngoại đạo. Nay đã quy tăng rồi, kính tăng là thầy, con nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung không quy tín đồ ngoại đạo. Này có chư liên hữu đồng tu xin lễ kính Tây Phương Tam Thánh Đức Phật A Di Đà, lễ kính Hòa Thượng Thượng Tịnh đó Hạ Không, xin cúi đầu đảnh lễ, xin nguyện quy y, nguyện quy Phật Đà Lượng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng Chứng Trung Tâm. Con nguyện quy y nương theo kinh điển, nhất là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà để chỉ dẫn trên con đường tiến tu, và nương theo một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng để có thể được gần kề Đức Phật A Di Đà trong một đời này, viên mãn thành Phật để mà có thể nương vào đó phổ độ chúng sanh. Xin chư Phật mười phương Tây Phương Tam Thánh Đức Phật A Di Đà